Xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình làm video để cho mọi người xem cái máy Smart Tool 2 nó sẽ sửa khóa thông minh của xe SH như thế nào. Hiện tại mình đang tiếp nhận một cái đơn hàng của một anh khách hàng ở Sông Lô Vĩnh Phúc gửi hàng về cho mình. Hiện tượng của nó là hệ thống khóa thông minh là không hoạt động nhé, không sử dụng được. Xe vẫn còn cả hai FOB. Ở đây mình đã tháo bốn cái lẫy ra, mình cậy ra và mình đã bóc keo, mình quan sát. Mọi người để ý là trên bo mạch nhé, đẹp long lanh, không bị lỗi, không bị cháy, không bị cháy, không bị lổ, không bị gãy, không bị nước vào. Đấy. Và cái lỗi này là lỗi chính là do ESU. Bây giờ mình sẽ sửa như thế nào? Mình sẽ sử dụng máy Smart Tool 2 để mình sửa cho mọi người xem. Trước khi sửa thì mình sẽ cắm vào để cho mọi người xem cái hiện tượng của nó nhé. Rồi, mình cắm vào một cái mô hình. Mình bấm nút tìm xe cho mọi người xem. Không hoạt động đúng không? Mình chuyển sang tìm xe có âm thanh. Đấy. Để mình chuyển sang on tiếp này. Rồi. Chuyển sang on tiếp này. Rồi. Bấm nút tìm xe không hoạt động, không có phản hồi đúng không? Đặt chống trộm cũng không phản hồi. FOB đang on, mình bấm đánh thức cũng không có phản hồi. Đó. Như vậy là hệ thống khóa thông minh không hoạt động. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng máy Smart Tool 2 để mình sẽ cứu lại cái trường hợp SU như thế này nhé. Ở đây mình sử dụng máy Smart Tool 2, sử dụng cáp kết nối này. Mình sẽ đọc ra cái dữ liệu của nó. Rồi. Mình sẽ vào mục là Smart Key này. Đó. Mình chọn Honda này, mình chọn SU33 pin 1 jack này, lập trình tự động này, đọc full Key ID này. Mọi người chờ một tí. Rồi, máy đã đọc ra kết quả. Đây mọi người nhìn đây. SU là không rõ của đời gì. SCM là hầu như là không có SCM. Đấy, 00001. Đấy, tức là mất cả SCM ID. Mất cả thi 1, thi 2, chia 1, chia 2. Mất hết. SU không rõ của đời gì. Đó, đọc ra dữ liệu thì nó như vậy. Thế bây giờ mình sẽ tiến hành cứu lại em nó cho mọi người xem nhé. Rồi, thao tác này thì mình xin phép bảo mật cho khách hàng. Đấy, mình sẽ tiến hành mình làm. Honda SU33 pin 1 jack này. Rồi, mọi người chờ một tí. Mọi người mua cái máy Smart Tool 2 bản tiết kiệm, bản S là 9.800.000 thì vẫn làm được chức năng này. Vẫn làm được chức năng này nhé. Còn nếu mà mọi người kinh tế mạnh ấy thì sẽ mua kịch kim. Mua kịch kim là bản R cho mình nhé. Mua kịch kim là bản R cho mình. Bản R thì 18.800.000. Đây là bản FC nhé. Bây giờ mình sẽ kiểm tra lại nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ đọc lại cái mã. Đấy, sau vừa rồi mình đã làm cho nó một cái file. Bây giờ mình sẽ đọc lại. Nhưng mà cái thao tác đọc này nó sẽ ra một cái file khác, một cái mã khác. Nhưng mà mình cứ bảo mật, mình sẽ xin phép là mình sẽ bịt lại cái mã ID của nó nhé. Rồi, đó. Mọi người thấy bây giờ nó là K77 đúng không? Và chúng ta thấy là ESM ID là có số cây 1 và cây 2 đều đang on đúng không? Đây mình xin phép mình che lại cái mã bảo mật Key ID cho khách hàng. Chúng ta thấy là ESM ID là 021, rồi Key 1 cũng là 021
và key 2 là 026 đúng không? Đó. Như vậy là mình đã cứu sống thành công rồi. Đó, mình ấn trở về. Cái đọc mã bảo mật thì mình phải bảo mật cho khách hàng để chỉ có họ mới biết thôi, không để được để cho quá nhiều người biết. Thì cái này là mình đang làm cho khách chứ không phải là cái đồ để thực hành. Sau khi mình đã sử dụng máy Smartwatch 2, mình cứu lại cái SCU rồi. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ cắm xe để thử nhé. Bấm tìm xe hoạt động bình thường này, bấm chống trộm này, rồi hoạt động bình thường, đang off, bây giờ mình on này, đánh thức, rồi hệ thống điện sau khóa đã lên nhé, tắt đi này, off này, đó, cái này off chưa, cái này chưa off, cái này off load này. Đấy, không đánh thức được. Rồi, cái này on. Tắt này, đánh thức này. Đó, bật tắt bình thường. Tìm xe này, chống trộm này. Đó, hoạt động bình thường đầy đủ chức năng hết nhé. Như vậy là xong. Rồi, bây giờ là đóng hộp đóng vỏ vào, sau đó là gửi trả về người ta, sau đó là thu tiền thôi. Video vừa rồi mình đã ghi hình lại cho mọi người xem cái cách sử dụng máy chuẩn đoán Smartwatch 2 để áp dụng cho công việc, cụ thể là cứu SU của SH bị hư hỏng. Mình là Toàn An Đồng, là nhà cung cấp máy chuẩn đoán Smartwatch 2, không những cung cấp mình còn hỗ trợ kỹ thuật tư vấn cho mọi người sửa xe. Mua máy thì mình đã kèm theo cả tài liệu thông số nhé. Thông số mà những anh em nào mà chưa được đi học đào tạo nâng cao FI ấy, nhìn thông số sẽ không hiểu. Chính vì vậy mình đã chuẩn bị sẵn tài liệu rồi. Mình giải thích tất cả những cái thông số dữ liệu động cơ để mọi người phân tích. Đây là thông số này. Và ngoài ra là còn tặng thêm một quyển tài liệu này nữa. Đấy, tài liệu của công ty đã soạn sẵn cho mọi người rồi. Giải thích về hệ thống FI, hệ thống cảm biến. Những lúc rảnh rỗi thì mọi người buổi tối dở tài liệu ra để tham khảo. Đây, máy Smartwatch 2 nguyên đai nguyên kiện đây. Tất cả những anh em nào mua máy đọc lỗi của mình ấy thì mình đều tặng cho một cái thẻ hội viên nhé. Cái thẻ hội viên này nó nhiều chương trình khuyến mại lắm. Ai đã mua máy của mình mà được sở hữu cái thẻ hội viên này thì sẽ được cái ưu ái, đó là tặng một khóa học nâng cao tay nghề xe FI ở trên Facebook, rồi là tặng một khóa học sửa chữa audio đồng hồ điện tử cũng ở trên Facebook, rồi là có những chương trình khuyến mại thì mình sẽ giảm giá cho những anh em mà có thẻ hội viên. Nghĩa rằng là mình kết nạp hội viên đấy, nhờ có thẻ hội viên mình sẽ trợ giúp kỹ thuật mọi cái vấn đề sửa chữa xe máy, thì mọi người cứ điện thoại cho mình sẽ trợ giúp tư vấn và hướng dẫn mọi người làm cực kỳ nhanh. Nói chung là mình đã hướng dẫn thì mọi người cực kỳ dễ hiểu, làm công việc cực kỳ nhanh. Đó, rất nhiều khách hàng đã là hội viên của mình nhé. Đấy, cứ anh em mua máy đầu lỗi là mình sẽ phát cho một cái thẻ hội viên, cho nên là mọi người yên tâm nhé. Kể cả máy đầu lỗi cũ, máy cũ hay là máy mới thì đương nhiên rồi, còn kể cả những cái máy cũ, máy đã qua sử dụng rồi thì mình đều tặng cái thẻ hội viên. Nghĩa rằng anh em mua những cái máy mà cũ mình bán lại ấy, mình vẫn kết nạp hội viên như thường nhé. Rồi, nhắc lại một lần nữa, số điện thoại của mình là 0904 566 814. Xin chào mọi người nhé.